Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của City Watch. Hôm nay City Watch mang về cho anh em một chiếc đồng hồ rất là mới mẻ, một chiếc thương hiệu là Invista. Nhắc tới thương hiệu Invista thì anh em cũng sẽ khá là tò mò vì cái xuất xứ của nó. Hiện tại Invista là một cái thương hiệu khá là lâu đời. Thì rồi năm 1837 thì nó là một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, nhưng mà đến năm 1991 thì đã được mua lại bởi một công ty tại Hollywood của Mỹ. Nên chiếc thương hiệu Invista ngày hôm nay là một thương hiệu có thể gọi là xuất xứ tại Mỹ các bạn nha. Và đây là một chiếc Invista mình sẽ giới thiệu cho anh em, một chiếc phiên bản rất là đẹp các bạn. Đó, nó làm kiểu ra ná như kiểu dòng Hublot, nhưng mà nó sẽ được tinh chỉnh cải tiến lại theo kiểu đồng hồ pin với một thương hiệu Invista hoàn toàn mới. Vì mới một mức giá tầm trung và rất là dễ dùng thì anh em đã sở hữu một cái thiết kế và nó rất là đẹp mắt như thế này. Thì thật sự Invista là luôn định hướng người tiêu dùng sở hữu một cái những cái thiết kế mà thời thượng nhất hiện nay với một mức giá vô cùng hợp lý và phải nói là không kém phần là sắc sảo. Đó, chiếc này thì có size là size 44mm các bạn nha, cùng với độ dày lên tay chỉ có hơn 10mm thôi, hơn 10mm, cùng với cái độ dày lên tay chỉ có hơn 10mm thôi. Và cái độ dày lớp xuống lớp em này là rơi vào là 52mm, mình đã có đo sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau lên tay cho anh em cùng ngắm và cùng chiêm ngưỡng chiếc Invista ngày hôm nay có gì đẹp mắt. Đây các bạn, đây các bạn thấy không, rất là đẹp và rất là ngọt. Như anh em thích cái kiểu mà thiết kế mà cái niền viện kiểu benzo như thế này thì khó có thể bỏ qua cái chiếc Invista với một giá vô cùng hợp lý và một thiết kế và màu sắc ấn tượng như thế này. Thì tay mình có cổ tay là 16.5, lên tay chiếc này là rất là đẹp các bạn. Nhìn em có cổ tay từ 16 cho lên cho tới khoảng là 19 đô lại lên tay những chiếc Invista thế này là rất là ngầu và cực kỳ là bắt mắt. Đó, nên các bạn sẽ bị ấn tượng ngay cái viền benzo cùng với những kim và cọc số, và đặc biệt là những cái đường dial mà được kẻ sập ngang thế này, nó làm tôn vinh cái vẻ đẹp của chiếc Invista này lên một cái tầm cao rất là đã. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần máy. Thì em này lúc nãy mình đã có chia sẻ rồi, thì sử dụng là máy watch rất là bền bỉ. Thì là của máy pin thì cho anh em sẽ rất là dễ sử dụng và không có lo vấn đề về sai số. Đó, pin thì mình chỉ cần thay pin thôi, rất là đơn giản. Góc 12 giờ anh em cũng sẽ thấy là cái logo Invista đó, và dưới dòng chữ Invista đặc trưng cùng nổi 3D cái màu gold rất là đẹp. Đặc biệt là cái kiểu này là một kiểu Daydesk, một kiểu mà rất nhiều anh em văn phòng đều theo đuổi. Đó, kiểu lịch ngày và lịch thứ, nên mình sẽ chỉnh ngay lịch ngày qua xíu cho anh em xem này. Đó, lịch ngày và lịch thứ thể hiện full cái lịch thứ này rất là dễ nhìn. Chưa dừng lại đó thì cái 12 cọc số và cái bộ kim này cũng được hãng làm bố trí rất là đẹp với cái kiểu là phủ lâm. Phủ lâm thì nó sẽ cho dạ quang ánh sáng trong ban đêm rất là tuyệt vời. Đó. Rồi với 12 cọc số này thì ở các vị trí 3 giờ 6 giờ là những cọc số Arabic, còn lại là các cọc số vạch các bạn nha, và được hãng có chia vạch ở đây rất là nhỏ và tỉ mỉ. Đó, nhìn sẽ rất là đã, anh em có thể theo dõi giờ giấc nó cụ thể và cực kỳ là chính xác. Đó. Cái này là dòng chữ đặc trưng Object của dòng Invista. Đó. Và một cái điểm đặc biệt chính của em Invista ngày này là có theo hơi hướng thiết kế của dòng Hublot mình đã có chia sẻ rồi. Đó, rất là đẹp. Nhưng sẽ được cải biến rất là nhiều, chính là cái phần viền benzo đây được hãng có làm rất là nam tính với những cái cọc ở đây. Cọc chia hai vạch đôi với cái 6 cọc thế này. Đó, làm cho chiếc cái viền benzo này rất là ngầu và cực kỳ nam tính luôn. Đó. Tiếp theo mình cái lúc nãy mình đã có chia sẻ là những cái đường vòng dial kiểu vạch sọc ngang thế này các bạn. Sọc ngang thế này nó sẽ làm cho chiếc dial màu đen thế này trở nên hút hồn hơn và không có bị nhàm chán như cái kiểu là trơn các bạn. Đó, đánh giá rất là cao cái kiểu thiết kế của em Invista này. Thì với một mức giá rất tầm trung nhưng mà anh em đã sở hữu một cái thiết kế và phải nói là một cái màu sắc và nó là cực kỳ tuyệt vời, thì khó có thể bỏ qua chiếc Invista ngày hôm nay các bạn nha. Đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi qua phần mặt kính. Mặt kính em này là mặt kính khoáng, cứng, chống va đập và chống trầy khá là ổn của thương hiệu đến từ Mỹ. Rồi, về phần niềm bên hông em này thì có độ hoàn thiện khá là tốt các bạn. Với một tầm giá tầm trung thế này mà anh em đã sở hữu được cái phần thiết kế phần niềm và với những chi tiết làm rất là tỉ mỉ và độ sắc sảo cực kỳ cao. Đây các bạn, thì phần niềm anh em sơ bộ các bạn sẽ thấy là được phay xước và đánh satin rất là mịn, rồi vô cực kỳ đã tay luôn. Chứ dừng lại ở đó thì cái phần nấm vặn đây cũng được hãng có làm bố trí ẩn ở trong khắc logo của Invista, logo hình chữ thập đặc trưng của dòng thương hiệu này. Đó, các chi tiết được là mạ PVD gold hoàn toàn và với một màu sắc rất là sang trọng. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần nắp lưng. Nắp lưng của em Invista này là một nắp lưng dạng đáy kín và đang xoay, thì nó sẽ tăng cái độ chống nước của em này lên khá là cao với 100m đây các bạn, 100m rất là khủng.
cực kỳ đã luôn. Sử dụng em này các bạn không phải lo về vấn đề mình nước non, đi mưa và rửa tay, hoặc nó thậm chí có thể đi bơi thoải mái luôn. Chất liệu all stainless steel này, phiên bản offset air này, rồi kính Flam Ocean Crystal này, kiểu thiết kiểu kính khoáng đặc trưng của dòng Evista. Rồi và cái vòng tròn trung tâm này là cái kiểu đặc trưng của em nó, là với dòng chữ Evista và logo thương hiệu to bản và được kẻ sọc một trong một cái vòng tròn tuyệt vời, rất là đẹp, cực kỳ là sang trọng. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về phần dây. Dây em này là một sợi dây trơn, dây trơn màu đen và được làm lì rất là đã tay, và trên phần dây thì có những cái đường chỉ màu trắng thế này, nó làm nổi bật cái kiểu sport cho em này lên đó. Thì những kiểu dây thiết kế kiểu sport này nó sẽ phù hợp với cái dây với cái mặt dial cực kỳ nam tính và trẻ trung của em Evista này, rất là đẹp. Trên dây thì không thể thiếu chi tiết cái logo của bằng Evista được khắc trên cái khó xiên, cũng được mạ một BBD màu gold rất là đẹp. Rồi dây này thì có kích thước là size 20 các bạn nha. Trên này thì có khắc đầy đủ những thông số của hãng Evista này, dây cao cấp đây, chất liệu dây da bò rất là chất lượng. Rồi ok, quay trở lại bên nhân vật chính ngày hôm nay, em Evista đây. Em này thì làm cái tác rất là đẹp, đây là logo và có cái mã chest. Em này thì giá tại Stewart hiện tại đang sale rất là ok các bạn, chỉ có 2.750.000 thôi, rất là tiết kiệm ha, quá là tiết kiệm và quá hời một siêu phẩm như này đó. Rồi ok, em này thì giá ngoài hàng mình nhớ không nhầm thì nó rơi vào đâu đó 90 triệu, khá là cao. Nhưng tại là đã may mắn săn deal về trên em chiếc Evista này, mức giá và nói là chưa tới 3 triệu như vậy, quá tuyệt vời cho anh em đó. Thì nếu anh em là thích em Evista cực kỳ là nam tính và cực kỳ ngầu với một mức giá hợp lý thế này, thì hãy đừng ngần ngại gọi ngay vào shortline của admin là 0938 777 214, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo IMS sẽ được admin tư vấn để mua em nó ngay các bạn nha. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của CityWatch. Nếu anh em đã thấy hay thì vui lòng ấn like và subscribe kênh đăng ký của CityWatch, và đừng quên là nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà CityWatch sẽ đăng lên. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.